Xin chào tất cả mọi người. Bài tập đọc này có đề tựa là Quel est le fromage préféré des Français? Préféré có nghĩa là được ưa thích, được ưa chuộng. Loại fromage được người Pháp ưa chuộng, ưa thích là loại fromage nào? Và bài này được trích từ trang mạng Podcast Français Facile. Đây là một bài tập đọc rất phù hợp với trình độ sơ cấp 2. Que se passe-t-il au pays des 300? Non, 500. 1000 fromages. La nouvelle est tombée, fracassant les illusions des astronomes nationalistes. Le camembert ne serait plus le fromage préféré des Français. Comment est-ce possible? Comment un fromage aussi populaire, aussi symbolique, a-t-il pu perdre sa place de numéro 1? Se passer la saïra. Chuyện gì đã xảy ra ở đất nước có 300? À không phải, có 500, à mà cũng không phải, có tới 1000 loại fromage. Ở một đất nước có rất nhiều, có hàng ngàn loại fromage, thì chuyện gì đang xảy ra vậy? Đó là người ta đặt một cái câu hỏi. La nouvelle est tombée, fracassant les illusions des astronomes nationalistes. Fracasser là verbe transitif direct, có nghĩa là làm vỡ tan, làm tan vỡ, làm tan nát. Les illusions là các cái ảo ảnh, các cái ảo tưởng. Gastronome là người sành ăn. Chúng ta có danh từ cùng gia đình là la gastronomie, là ẩm thực. Nationalist có tinh thần yêu quốc gia. La nouvelle est tombée, động từ tombé ở đây có nghĩa là xảy đến bất thình lình. Một cái tin đã xảy đến mà không ai ngờ, nó làm tan vỡ những ảo tưởng của những người mà sành ăn và mang tính tinh thần quốc gia. Tin tức đó là le camembert ne serait plus le fromage préféré des Français, là loại fromage có tên là camembert không còn là loại fromage được các người Pháp ưa chuộng nhất. Comment est-ce possible? Chuyện này làm sao có thể xảy ra được? Comment un fromage aussi populaire, aussi symbolique a-t-il pu perdre sa place de numéro 1? Populaire ở đây có nghĩa là được nhiều người biết và yêu thích. Và ngoài ra populaire còn có nghĩa là được lòng dân, tức là đối với những người làm việc trong xã hội, làm việc trong lĩnh vực chính trị, được lòng dân, được nhiều người ưa chuộng. Ở đây chúng ta dùng ý nghĩa thứ nhất là được nhiều người biết đến và ưa chuộng. Làm sao mà một loại fromage được nhiều người biết đến và ưa chuộng đến như thế, và có tính chất tiêu biểu đến như thế, tiêu biểu của quốc gia đó, đã có thể mất đi vị trí số 1 của mình. Chúng ta đọc lại cái đoạn này. La nouvelle est tombée, fracassant les illusions des astronomes nationalistes. Le camembert ne serait plus le fromage préféré des Français. Comment est-ce possible? Comment un fromage aussi populaire, aussi symbolique, a-t-il pu perdre sa place de numéro 1? Ce camembert de Normandie, plébiscité jusqu'à la fin du XXe siècle, avec 180 000 tonnes de camembert produits alors chaque année, a vu sa production diminuer de moitié durant les années 2020, une forte baisse alors même que la population française a continué d'augmenter. Est-ce le reprochon, le Cantal ou un des autres nombreux fromages hexagonaux qui ont détrôné ce symbole national? Eh bien non, l'orgueil français peut être atteint car il s'agit d'un fromage italien et pas n'importe lequel, la mozzarella, qui affiche une insolente progression de 5% par an. Quand, depuis les années 2010, le camembert voit ses ventes diminuer de 3% en moyenne par an. Notons que ces chiffres ne traduisent pas une baisse de consommation du fromage en général, mais bien de la baisse du nombre de camemberts vendus. Fromage camembert được sản xuất ở vùng Normandie cho tới cuối những... Loại camembert được sản xuất ở vùng Normandie được tất cả mọi người đồng thanh biểu quyết, đồng thanh tán đồng, và cho tới cuối thế kỷ thứ 20 đã sản xuất 180.000 tấn hàng năm.
Và bây giờ đã nhận thấy cái việc sản xuất của mình, cái sản lượng của mình giảm đi một nửa trong vòng những năm 2020. Avis là passé composé của động từ voir, ở đây có nghĩa là constater, là nhận thấy. Loại fromage này đã nhận thấy sản lượng của mình giảm đi một nửa trong vòng những năm 2020. Une forte baisse, alors même que la population française a continué d'augmenter. Đây là một cái sự giảm sút rất mạnh mẽ, trong khi dân số nước Pháp thì không ngừng gia tăng. Tức là một bên dân số cứ gia tăng thì đáng lẽ việc sản xuất cũng gia tăng, nhưng mà số người Pháp gia tăng thì cái số lượng sản xuất của fromage Camembert thì lại giảm sút rất là nhiều. Est-ce le Roblochon, le Cantal ou un des autres nombreux fromages hexagonaux qui ont détrôné ce symbole national? Eh bien non. Và người ta đặt một câu hỏi, có phải là loại fromage Roblochon, tức là fromage được sản xuất ở vùng Savoie, ở chân núi dãy núi Alpes, hay là fromage Cantal, hay là một trong những loại fromage khác của nước Pháp đã chốt phế, đã lật đổ cái vai trò của cái biểu tượng quốc gia này. Symbole national là người ta coi Camembert như là biểu tượng của quốc gia, và bây giờ bị chốt phế, bị lật đổ. Détrôné là nghĩa bóng của việc chốt phế một vị vua. Trône là ngôi vua. Entrôner là đưa một vị vua lên ngôi, và bây giờ làm cái công việc ngược lại là détrôner, là chốt phế của một vị vua này. Người ta nói vai trò của Camembert như là một biểu tượng của quốc gia, như là một cái ngai vua, và bây giờ chốt phế cái vị trí số 1 này. Hexagonal là adjective, số nhiều của hexagonal là adjective của danh từ hexagone. Hexagone là một hình lục giác, và hình thể nước Pháp có hình như lục giác, và người ta gọi hexagonal là của nước Pháp, viết hoa lên hexagonal là nước Pháp. Như vậy có phải là một trong những cái loại fromage truyền thống của nước Pháp đã lật đổ vị trí số 1 của fromage Camembert không? À, không phải như vậy. Eh bien non. L'orgueil français peut être atteint car il s'agit d'un fromage italien. L'orgueil là sự kiêu ngạo, sự hãnh diện, sự kiêu hãnh của người Pháp có thể đã bị tổn thương bởi vì đây là một loại fromage của người Ý, chứ không phải là một trong rất nhiều các cái fromage của người Pháp đã lật đổ cái vai trò của Camembert, mà lại đây lại là một fromage của người Ý. Insagida đó là atteint, ở đây có nghĩa là bị làm tổn thương, làm cho xúc phạm. Lòng kiêu ngạo của người Pháp có thể đã bị tổn thương do bởi đây là một fromage của người Ý và không phải là bất cứ loại fromage nào. La mozzarella qui affiche une insolente progression de 5% par an. Nhưng mà đó là loại fromage mozzarella. Loại fromage này đã cho thấy một sự tiến bộ mà mang lại tính chất khiêu khích, tức là nó tiến bộ rất là mạnh, và có cái con số là 5% một năm kể từ năm 2010, trong khi le camembert voit ses ventes diminuer de 3%, trong khi fromage camembert vu ở tôi chúng ta dịch là nhận thấy, constater, thì lại thấy số bán của mình, cái doanh số của mình giảm đi 3% trung bình hàng năm. Mặt kia là fromage người Ý đã lên ngôi đầu và tiến bộ 5% hàng năm, trong khi Camembert trước đó chiếm vai trò vị trí 1, bây giờ tụt xuống, và do bởi nó giảm hàng năm tới 3%. Notons que ces chiffres ne traduisent pas une baisse de consommation du fromage en général, mais bien de la baisse du nombre de camembert vendus. Và chúng ta cần ghi nhận rằng những cái con số mà chúng ta vừa nêu lên không diễn đạt. Động từ traduire ở đây có nghĩa là diễn đạt, không diễn tả một cái sự giảm sút về việc tiêu thụ fromage nói chung, nhưng mà diễn tả một cái sự giảm sút về số lượng camembert được bán ra. Trước một tình hình là fromage Camembert trước đây được coi như là biểu tượng của quốc gia, symbole national, là chiếm vai trò số 1, và bây giờ bị một fromage của người Ý tên là mozzarella chiếm vai trò số 1, người ta gọi là lật đổ. Thì làm sao mà giải thích cái chuyện này? Người ta đặt một câu hỏi: Comment expliquer ce changement d'habitude à forte portée symbolique?
Changement d'habitude là thay đổi một thói quen. Porte là có tầm vóc, có cái tầm quan trọng rất là mạnh, symbolic. Làm sao có thể giải thích được cái sự thay đổi thói quen mà có cái tầm vóc quan trọng rất là mạnh và có tính biểu tượng như thế này? L'explication est peut-être dans la manière de consommer le fromage. Và có lẽ lời giải thích đó là nằm ở chỗ cái cách thức tiêu thụ fromage. Tout d'abord, le camembert est consommé plutôt en fin de repas, juste avant le dessert ou en sandwich, le fameux baguette camembert. Trước hết, chúng ta phải giải thích là camembert thường thường được tiêu thụ vào cuối bữa ăn, ngay trước khi dùng món tráng miệng, hoặc là dùng trong loại bánh mì kẹp, và người ta gọi là bánh mì rất là nổi tiếng, baguette camembert. Alors que la mozzarella serve sur la motte de la pizza, un des plats les plus vendus en France, on retrouve aussi le célèbre fromage transalpin dans les salades ou encore sur des canapés que l'on déguste lors d'un apéritif dînatoire ou qu'on apprécie pour sa facilité d'utilisation. Trong khi mà camembert được dùng ở cuối bữa ăn trước khi ăn tráng miệng, thì loại fromage mozzarella thì lại lợi dụng tình thế là người ta chiếm lĩnh cái vai trò tiêu thụ ở trong món pizza. Đây là một trong những cái món ăn được tiêu thụ, được bán nhiều nhất ở bên Pháp. Và người ta còn tìm thấy loại fromage nổi tiếng của nước Ý này ở trong các món rau trộn, hoặc là còn trong các món bánh mì kẹp mà người ta thưởng thức khi ăn khai vị ở bữa tối, và người ta rất là thích cái cách dễ sử dụng dễ dàng của nó. Trước hết chúng ta coi tính từ transalpin. Transalpin gồm có hai yếu tố. Trước hết là alpin. Alpin là adjective của Alpes. Alpes là núi Alpes, là một dạng núi phân cách nước Pháp với nước Ý. Trans là ở phía bên kia, transalpin là ở phía bên kia núi Alpes, đứng ở góc độ của nước Pháp, thì người ta nói transalpin ở bên kia dãy núi Alpes, tức là của nước Ý. Nhưng ở đây người ta nói là le célèbre fromage transalpin, tức là loại fromage nổi tiếng của bên kia dãy núi Alpes, tức là của nước Ý. Salad là rau trộn. Canapé, canapé là danh từ masculine. Trong một bộ salon ở phòng khách thường thường có một cái ghế phô tơi hoặc là hai ghế phô tơi và một cái canapé, là một cái ghế dài có ít nhất là hai chỗ ngồi, có thể là ba bốn chỗ ngồi. Nhưng mà ý nghĩa thứ hai của canapé là một loại bánh mì kẹp. Như vậy cái fromage mozzarella của người Ý này còn được tìm thấy ở trong loại bánh mì kẹp mà người ta ăn vào bữa tối, đầu bữa tối, aperitif dînatoire. Dînatoire là adjective của dîner, vào lúc bữa tối, và người ta rất thích cái cách sử dụng dễ dàng của loại fromage này, tức là ăn thế nào cũng như được. Peut-on alors dire que la mozzarella a détrôné le camembert? Như vậy người ta có thể nói là fromage mozzarella đã chốt phế vai trò số 1 của fromage camembert mà không? Oui et non, có thể nói có và cũng có thể là nói là không. En quantité consommée, aucun doute, la mozzarella est le fromage le plus consommé en France aujourd'hui. Nói về số lượng tiêu thụ thì không còn nghi ngờ gì nữa, người ta có thể nói là mozzarella là fromage được tiêu thụ nhiều nhất ở bên Pháp ngày hôm nay. Mais la mozzarella concurrence aussi la mentale, un fromage qui était très présent dans les salades et souvent cuisiné chaud. Nhưng người ta còn có thể nói là loại fromage của người Ý mozzarella cũng đang cạnh tranh với loại fromage en mentale. Động từ concurrence là verb transitive direct, chúng ta dịch trong tiếng Việt là cạnh tranh với, nhưng mà trong tiếng Pháp không có giấy từ cạnh tranh cái loại fromage này. Loại mozzarella đang cạnh tranh loại fromage en mentale, là một loại fromage trước đây được tìm thấy ở khắp nơi trong các cái món ăn rau trộn, và nhất là được các cái món được nấu mà sử dụng nóng. On ne peut pas vraiment dire que ces fromages sont en concurrence puisqu'on les consomme différemment. Người ta không thể nói chính xác rằng các loại fromage này đang cạnh tranh với nhau. Être en concurrence, sự cạnh tranh, đang cạnh tranh với nhau bởi vì người ta tiêu thụ chúng một cách khác nhau. Différemment là trạng từ xuất phát từ tính từ différent. Différent biến thành différemment, và chúng ta để ý cách phát âm là amant, différemment. Le camembert est surtout consommé en fin de repas, juste avant le dessert,
Parfois, au milieu d'un plateau de fromage dont l'offre ne cesse de se diversifier au fil des temps, loại fromage camembert thì rất được tiêu thụ rất là nhiều ở cuối bữa ăn, ngay trước khi ăn tráng miệng, và đôi khi nó còn được tìm thấy ở trong một cái khay, một cái giỏ fromage, mà cái số lượng fromage không ngừng được đa dạng hóa theo dòng thời gian. Diversifier, VT là có nghĩa là làm cho nó có tính chất đa dạng hóa. Se diversifier được trở nên ra đa dạng hóa au fil du temps, theo dòng thời gian. Alors, le camembert est-il passé de mode? Est-ce encore un aliment à forte portée symbolique? Ou bien restera-t-il à jamais dans le cœur des Français? Seule l'histoire nous le dira. Người ta đặt những cái câu hỏi như thế này. Như vậy là cái fromage camembert có phải là đã lỗi thời rồi hay không? Passé de mode tức là không còn hợp thời nữa. Chúng ta có thể giải thích là qui n'est plus à la mode, không còn hợp thời trang nữa, hoặc là de mode, bị không còn hợp thời nữa. Hoặc là có một cái câu hỏi khác, est-ce encore un aliment à forte portée symbolique, đây có còn là một món ăn có tầm mức quan trọng mang tính biểu trưng của quốc gia nữa hay không? Ou bien restera-t-il à jamais dans le cœur des Français? Một câu hỏi nữa đặt ra là hay là nó có còn mãi mãi nằm ở trong tấm lòng, nằm trong tim của những người Pháp hay không? À jamais là mãi mãi. Seule l'histoire nous le dira. Chỉ có lịch sử mới nói cho ta biết được điều đó. Đây là một bài tập đọc tiếng Pháp rất là hay dành cho trình độ sơ cấp 2. Chúng ta cần đọc loại bài như này nhiều lần để có thể một phần là tăng thêm kiến thức về văn hóa của nước Pháp. Đồng thời những cái bài này đặt những cái câu rất đơn giản, xuôi chảy, và chúng ta có thể đọc đi đọc lại nhiều lần. Quel est le fromage préféré des Français? Que se passe-t-il au pays des 300, non 500, 1000 fromages? La nouvelle est tombée, fracassant les illusions des astronomes nationalistes. Le camembert ne serait plus le fromage préféré des Français. Comment est-ce possible? Comment un fromage aussi populaire, aussi symbolique, a-t-il pu perdre sa place de numéro de Normandie, plébiscité jusqu'à la fin du XXe siècle, avec 180 000 tonnes de camembert produits alors chaque année, a vu sa production diminuer de moitié durant les années 2020. Une forte baisse alors même que la population française a continué d'augmenter. Est-ce le reprochon, le Cantal ou un des autres nombreux fromages hexagonaux qui ont détrôné ce symbole national? Eh bien non, l'orgueil français peut être atteint, car il s'agit d'un fromage italien, et pas n'importe lequel, la mozzarella, qui affiche une insolente progression de 5% par an, quand, depuis les années 2010, le camembert voit ses ventes diminuer de 3% en moyenne par an. Notons que ces chiffres ne traduisent pas une baisse de consommation du fromage en général, mais bien de la baisse du nombre de camemberts vendus. Comment expliquer ce changement d'habitude à forte portée symbolique? L'explication est peut-être dans la manière de consommer le fromage. Tout d'abord, le camembert est consommé plutôt en fin de repas, juste avant le dessert, ou en sandwich, le fameux baguette camembert. Alors que la mozzarella surfe sur la mode de la pizza, un des plats les plus vendus en France. On retrouve aussi le célèbre fromage transalpin dans les salades ou encore sur des canapés que l'on déguste lors d'un apéritif dînatoire et qu'on apprécie pour sa facilité d'utilisation. Peut-on alors dire que la mozzarella a détrôné le camembert? Oui et non. En quantité consommée, aucun doute, la mozzarella est le fromage le plus consommé en France aujourd'hui. Mais la mozzarella concurrence aussi le mental, un fromage qui était très présent dans les salades et souvent cuisiné chaud.
On ne peut pas vraiment dire que ces fromages sont en concurrence puisqu'on les consomme différemment. Le camembert est surtout consommé en fin de repas, juste avant le dessert, parfois au milieu d'un plateau de fromage dont l'offre ne cesse de se diversifier au fil du temps. Alors, le camembert est-il passé de mode? Est-ce encore un aliment à forte portée symbolique ou bien restera-t-il à jamais dans le cœur des Français? Seule l'histoire nous le dira. Sau đây là một số câu hỏi để giúp chúng ta hiểu nội dung của bài. Câu hỏi thứ nhất, quel fromage est le plus consommé en France aujourd'hui? Loại fromage nào được tiêu thụ nhiều nhất ở nước Pháp ngày hôm nay? Ở trong bài đọc chúng ta đã thấy có thông tin là loại fromage Camembert de Normandie đã mất vị trí số 1 và bây giờ vị trí số 1 đó thuộc về loại fromage mozzarella của người Ý. Vậy câu trả lời đó là c'est la mozzarella. Câu hỏi thứ hai, quels sont les chiffres sur la consommation du fromage donné dans ce texte? Những con số về sự tiêu thụ fromage mà bài này đã đưa ra là những con số nào? Ở trong bài đọc chúng ta đã thấy những con số như sau. On produisait 180.000 tonnes de camembert dans les années 80. Trong những năm 80 thì người ta đã sản xuất. Đây là động từ produire ở temps imparfait, nói lên một cái sự kiện kéo dài trong quá khứ. Người ta đã sản xuất 180.000 tấn camembert. Và hai con số khác, la consommation de mozzarella progresse de 5% par an. Việc tiêu thụ fromage mozzarella đã tiến 5% hàng năm, trong khi la consommation de camembert baisse de 3% chaque année, trong khi việc tiêu thụ fromage camembert của người Pháp thì lại rớt xuống 3% hàng năm. Câu hỏi thứ ba, pour quelle raison le camembert n'est-il plus le fromage le plus consommé en France? Vì những lý do gì, đây là số nhiều, mà fromage camembert không còn là loại fromage được tiêu thụ nhiều nhất ở bên Pháp? Những lý do đó là le camembert est consommé plutôt en fin de repas, juste avant le dessert ou en sandwich. Lý do thứ nhất là loại fromage camembert thì được tiêu thụ, được dùng, được ăn vào cuối bữa ăn, ngay trước khi ăn tráng miệng, hoặc là được dùng trong loại bánh mì kẹp. Trong khi la mozzarella serve sur la mode de la pizza, on retrouve aussi le célèbre fromage transalpin dans les salades ou encore sur des canapés qu'on déguste lors d'un apéritif dînatoire et qu'on apprécie pour sa facilité d'utilisation. Như vậy, lý do nữa là loại fromage mozzarella thì lại được dùng ở trong các bánh pizza và bánh pizza là loại thức ăn được tiêu thụ, được bán nhiều nhất ở trên toàn nước Pháp. Và người ta cũng còn tìm thấy loại fromage mozzarella này ở trong các món rau trộn hoặc là trong các món bánh mì kẹp mà người ta rất thích để ăn ở đầu bữa ăn tối. Và người ta cũng thấy là cái việc sử dụng, việc ăn cái loại fromage này rất là dễ dàng. Le camembert est aussi concurrencé par les nouveaux fromages qu'on retrouve sur le plateau de fromage. Và một lý do khác nữa là loại fromage camembert cũng đang bị cạnh tranh bởi những loại fromage mới mà người ta tìm thấy ở trong cái khay fromage. Người Pháp có thói quen vào cuối bữa ăn mang ra một cái plateau, có thể gọi là một cái cọc bay, một cái giỏ, trong đó có rất nhiều loại fromage để cho thực khách có thể lựa chọn muốn ăn loại nào thì ăn tùy theo cái sở thích của mình. Thì cái bây giờ trong cái giỏ fromage đó thì loại camembert đã bị cạnh tranh do bởi sự có mặt của nhiều loại fromage mới. Câu hỏi thứ tư, de quelle manière consomme-t-on généralement le camembert? Nói chung, một cách tổng quát, người ta tiêu thụ, người ta ăn fromage camembert theo những cách như thế nào? Đây là số nhiều, theo những cách như thế nào? En sandwich ou en fin de repas? Đó là cách thứ nhất, người ta ăn camembert ở kẹp ở trong bánh mì kẹp hoặc là vào cuối bữa ăn. Cách thứ hai, on le consomme généralement froid, thường thường người ta ăn cái fromage camembert ăn nguội. Những thông tin sau đây đúng hay sai, vrai ou faux? Thông tin thứ nhất, on ne consomme plus de camembert de nos jours.
Ngày hôm nay người ta không còn tiêu thụ loại fromage camembert nữa. Đây là một thông tin sai. Người ta vẫn còn tiêu thụ rất nhiều, nhưng mà nó mất vai trò vị trí số 1 rồi. Thông tin thứ hai, le camembert se consomme toujours chaud. Loại fromage camembert luôn luôn được ăn nóng. Đây là một thông tin sai. Ở trên người ta nói là luôn luôn được ăn lạnh, ăn nguội. Thông tin thứ ba, le ventre de mozzarella progresse de 5% en 10 ans. Giấy tờ ong này nói lên một cái thời gian cần thiết để làm cái chuyện này. Như vậy phải mất 10 năm thì số lượng bán fromage mozzarella mới tăng lên 5%. Đây là một thông tin sai, c'est faux. Bởi vì trong bài người ta nói là le ventre de mozzarella progresse de 5% par an, tức là hàng năm, chứ không cần mất tới 10 năm. Thông tin thứ tư, on consomme le camembert généralement avant le dessert. Thường thường người ta ăn loại fromage camembert trước khi ăn dessert, ăn tráng miệng. Đúng hay sai? Đây là một thông tin đúng. On consomme le camembert généralement avant le dessert. Xin chào tất cả mọi người.